Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo trang Axios, trong lá thư chung của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin gửi bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant và bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer ngày 14 tháng 10, phía Mỹ cảnh báo về việc nguồn viện trợ nhân đạo đến Gaza đã giảm mạnh và cho Israel 30 ngày để thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình. Từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào tháng 10 năm 2023, Mỹ đã cung cấp gần 18 tỷ đô la Mỹ cho vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ khác cho Israel. Hai bộ trưởng Mỹ cảnh báo nếu các biện pháp không được thực hiện, sẽ có ảnh hưởng đối với chính sách của Mỹ theo biên bản NSM20 và luật liên quan. NSM20 là biên bản ghi nhớ do tổng thống Joe Biden ban hành vào tháng 2 năm 2023, trong đó nêu rằng các nước nhận vũ khí Mỹ phải đưa ra sự đảm bảo bằng văn bản đáng tin cậy rằng họ sẽ tôn trọng luật pháp quốc tế. Các nước nhận viện trợ quân sự Mỹ và đang tham gia xung đột quân sự phải cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo do Mỹ ủng hộ đến vùng xung đột, nếu không sẽ dẫn đến việc ngừng viện trợ quân sự. Truyền thông Israel cho rằng điều khoản của NSM-20 không áp dụng cho các vũ khí phòng vệ như hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD mà Mỹ vừa đưa đến Israel. Hai bộ trưởng Mỹ còn đưa ra nhiều yêu cầu khác như chuyển 350 xe tải chở hàng viện trợ và giải Gaza mỗi ngày từ 4 cửa khẩu mở cửa khẩu thứ năm thực hiện tạm ngừng bán nhân đạo để phân phối viện trợ ít nhất trong 4 tháng tới, cho phép người Palestine ở dọc bờ biển Maiwasi đi khỏi vùng ven biển trước mùa đông, chấm dứt cô lập miền Bắc giải Gaza, tuyên bố không bắt buộc sơ tán người miền Bắc xuống miền Nam vùng lãnh thổ, cùng một số yêu cầu khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng, bức thư đã làm rõ lo ngại của Mỹ về mức độ viện trợ nhân đạo đến Gaza. Ông cho hay một bức thư tương tự đã được gửi vào tháng 4. Nguồn viện trợ đến Gaza cải thiện được một thời gian, nhưng sau đó đã giảm hơn 50% và mức viện trợ trong tháng 9 là thấp nhất so với bất kỳ tháng nào khác trong vòng một năm. Theo trang tin ACS, Israel đã đóng các cửa khẩu vào giải Gaza trong tháng 10, chặn đứng nguồn cung cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho 400.000 người Palestine trước khi một số xe tải được phép đi vào trở lại vào ngày 14 tháng 10. Một quan chức Israel nói rằng nương này đã nhận thư và đang đánh giá tình hình. Vị quan chức này cho biết Israel nghiêm túc xem xét vấn đề này và có ý định giải quyết lo ngại được nêu ra trong thư với các đối tác Mỹ. Tờ Washington Post vừa dẫn nguồn tin từ các quan chức giấu tên cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran chứ không phải các cơ sở dầu mỏ hay hạt nhân. Trong khi đó, đại NBC dẫn lời một số quan chức giấu tên trong chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel đã khoanh vùng các mục tiêu ở Iran có thể tấn công để đáp trả cuộc không kích vào hôm 1 tháng -10, 10 vừa qua của Tehran. Giới chức Mỹ cho biết các chiến lược gia Israel vẫn đang trong quá trình tính toán và chưa đi đến quyết định cuối cùng, cho rằng tính đến thời điểm này Israel chưa tỏ ra sẵn sàng thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Một số tờ báo cho rằng ngày Jomkiper hay lễ đền tội 11-12 tháng 10 có thể là dịp mà Israel sẽ tranh thủ ra tay. Song dường như các tướng lĩnh quân đội Israel đã quyết định chờ đến một thời điểm nào đó thuận lợi hơn. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, các quan chức y tế địa phương hôm 14 tháng 10 cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào miền Bắc Liban của Israel sau khi nước này mở rộng phạm vi tấn công trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah. Cho đến nay, các hoạt động quân sự của Israel trong cuộc xung đột với Hezbollah chủ yếu tập trung ở miền nam Liban, cùng với thung lũng Bekaa ở phía đông và vùng ngoại ô thủ đô Beirut. Thị trưởng Joseph Chad và Bộ Y tế Liban chia sẻ với báo chí rằng cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Atu, nơi có phần lớn dân cư theo đạo Thiên Chúa, đã đánh trúng ngôi nhà tạm của các gia đình đang sơ tán, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Kênh truyền hình can của Israel mới đây dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết Thông qua trung gian, Iran đã gửi đến Mỹ và Israel thông điệp rằng chu kỳ ăn miếng trả miếng hiện tại giữa Iran và Israel chấm dứt nếu Tel Aviv phản ứng hạn chế với cuộc tấn công tên lửa hồi đầu tháng của Tehran. Trước đó, Tehran cũng phát tín hiệu sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng, ngoại trừ cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân. Phần thứ hai trong thông điệp của Iran đặc biệt đáng báo động. Iran phát tín hiệu nếu một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quan trọng của họ, chẳng hạn như các mỏ dầu hoặc cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ trả đũa, có thể bao gồm một cuộc tấn công lớn và vượt qua ranh giới đỏ. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực. Tiếp tục chiến dịch không kích quy mô lớn vào Liban, hôm 14 tháng 10, máy bay chiến đấu Israel lần đầu tiên bắn phá mục tiêu ở khu vực phía bắc Liban, đánh dấu bước leo thang đáng chú ý mới nhất trong cuộc đối đầu quân sự ác liệt kéo dài hơn một năm qua giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah. Theo Tổ chức Chữ Thập Đỏ Liban, địa điểm bị tập kích là khu vực Aito, có đa số người công giáo sinh sống ở phía bắc Liban. Cuộc không kích khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đa số là dân thường. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh bùng phát giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ngày 8 tháng 10 năm 2023, khu vực Aito bị oanh tạc dấu hiệu cho thấy không quân Israel có thể đang mở rộng mục tiêu tấn công ra toàn bộ lãnh thổ Liban. Cho đến chiều 14 tháng 10, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công, trong khi một số nguồn tin nước này cho biết rằng mục tiêu bị tập kích là một quan chức cấp cao Hezbollah. Lực lượng phong trào Hezbollah ngày 13 tháng 10 cho biết họ đã phóng một loạt thiết bị bay không người lái UAV tấn công vào một trại huấn luyện của bộ binh Israel ở Benjamina, Người phát ngôn cấp cao của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đối đốc Daniel Hagari cho biết quân đội sẽ điều tra lỗ hổng để lọt UAV xâm nhập mà không gây báo động tại căn cứ. Theo đài truyền hình CNN, 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và trên 60 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV của Hezbollah. Các binh sĩ thiệt mạng đang trong quá trình huấn luyện bộ binh tại căn cứ này, còn những người bị thương vẫn đang nằm viện điều trị. Vụ tấn công vào đêm 13 tháng 10 được cho là một trong những vụ tấn công đậm máu nhất nhằm vào Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 10 năm ngoái. Nhóm vũ trang Hezbollah cho biết vụ tấn công là để đáp trả các cuộc không kích chết người của Israel vào Liban cách đó 4 hôm. Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào lữ đoàn Golani, một đơn vị bộ binh của Israel được triển khai ở miền nam Liban. Tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công được đưa ra ngay sau khi Hezbollah công bố một tin nhắn từ thủ lĩnh bị ám sát Hassan Nasrallah kêu gọi các thành viên trong nhóm bảo vệ nhân dân, gia đình, quốc gia các giá trị của nhóm này thông thường hệ thống phòng không của Israel được đánh giá là rất đáng tin cậy nhưng trong sự việc ngày 13 tháng 10 đã không có cảnh báo nào ở khu vực Bin Yamina vào thời điểm xảy ra vụ tấn công làm dấy lên nghi vấn về cách UAV có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel mà không bị phát hiện Hezbollah cho biết những chiếc UAV đã vượt qua hệ thống radar phòng thủ của Israel mà không bị phát hiện và đã đến được mục tiêu tại trại huấn luyện của lữ đoàn Golani tinh nhuệ ở Bin Yamina. Trong một diễn biến liên quan đến vụ Hezbollah thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào gần khu vực Binjamina trong tối 13 tháng 10, tin đồn Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF thiệt mạng đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Báo cáo về vụ ám sát tướng Halevi trở thành chủ đề xu hướng trên mạng xã hội X ngay sau vụ tấn công. Ông Anastasia Maria Lopez, một chuyên gia về thẩm định thông tin trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, đang tin rằng cái chết của ông Halevi đã được xác nhận. Ông Lopez viết trong đoạn đăng kèm bức ảnh bán chân dung của vị tướng này. Các báo cáo ban đầu xác nhận vụ ám sát Tổng tham mưu trưởng Hezi Halevi. Tuy nhiên báo chí Israel gọi đây là tin đồn. Tờ Jerusalem Post đưa tin, tin đồn về sự ra đi của Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hezi Halevi đang lan truyền trên mạng xã hội sau vụ tấn công của Hezbollah vào khu vực Binjamina tối 13 tháng 10. Phản ứng về vụ phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban, Unifil bị tấn công, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, ông Jean-Cap tuyên bố khối này lên án mọi cuộc tấn công vào các phái bộ của Liên hợp quốc. Trong tuyên bố đưa ra ngày 14 tháng 10, ông Breil nhấn mạnh những cuộc tấn công như vậy nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức, theo ông tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cũng lưu ý EU đang chờ lời giải thích và có một cuộc điều tra toàn diện từ chính quyền Israel về các cuộc tấn công vào UNIFIL, lực lượng đóng vai trò cơ bản trong việc duy trì tình hình ổn định ở miền Nam Liban. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo